Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Piano Yamaha là thương hiệu hàng đầu Nhật Bản với lịch sử lâu đời. Piano cơ Yamaha đã khẳng định uy tín và chất lượng đỉnh cao, được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Hôm nay hãy cùng đội ngũ nhân viên chuẩn bị 5 chiếc piano cơ Yamaha U1E, U1F và U2C lên đường đến đại lý tại Phan Thiết. Nào, cùng bắt đầu video thôi. Anh em hãy cùng ngắm nhìn vẻ đẹp trong thiết kế của từng chi tiết: bộ máy đàn, bộ búa gõ và dây đàn với logo Yamaha lớn được thiết kế tinh xảo trên những cây Yamaha tại kho nha. Toàn bộ đàn được xếp ngay ngắn. Anh nhân viên đang đóng lại bộ máy đàn, lau chùi sản phẩm một cách tỉ mỉ cẩn thận trước khi tiến hành đóng gói bọc ni lông toàn bộ đàn, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi. Đội đem đàn U1E vào xe nâng phối hợp với nhau đưa lên dốc tới xe tải. Thùng tải mở ra và các anh cùng nhau hợp lực nâng đàn vào trong xe nhằm bảo vệ piano kỹ lưỡng nhất. Tấm bìa dày phủ đầu đàn sẽ quấn băng keo cố định, sau đó các anh sẽ đẩy đàn vào bên trong. Trong khi các bạn đang theo dõi quy trình vận chuyển piano đầy chuyên nghiệp và cẩn thận của đội ngũ nhân viên Minh Phụng, hãy tìm hiểu thông tin về từng dòng đàn với mình nhé. Chiếc thứ hai đang được đem ra xe chính là U1F. Đặc điểm của U1F là nắp đàn thiết kế hơi cong, thân đàn với nước sơn bóng, âm thanh piano ấm rất sâu và chắc. Từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ. Bản cộng hưởng gỗ cao cấp, thiết kế thủ công, bộ cơ đàn áp dụng công nghệ đùn nhôm tránh ảnh hưởng của thời tiết, khung đàn với công nghệ V-Rod riêng của Yamaha, búa đàn bằng lông cừu tự nhiên, dây đàn bằng thép ít carbon tăng độ dẻo dai. Đàn phủ lớp sơn đen bóng cùng các chi tiết ánh vàng. Chiếc thứ ba U1E đang được đem ra. Đây là dòng piano được khách hàng quan tâm đến với showroom, phù hợp với đa số trẻ nhỏ và những người mới tập chơi nhạc. Bản cộng hưởng bằng gỗ vân sam, bộ máy đàn bằng hợp kim nhôm, khung đàn bằng kim loại, ngửa đàn bằng gỗ cứng. Piano U1E vào xe sẽ được đội xoay ngang điều chỉnh vị trí để tiếp tục đem chiếc đàn thứ tư lên xe. Và đó chính là Yamaha U2C với thiết kế upright đứng cùng màu gỗ sẫm cổ điển, đem đến vẻ thượng lưu sang trọng cho căn nhà của bạn. Bản cộng hưởng vân sam, đường nét vân gỗ khác biệt, búa đàn bằng lông cừu. U2C trang bị chống giảm sốc trên nắp đàn, đường kéo dài và logo Yamaha mạ vàng tinh tế. Cây đàn thứ năm cho chuyến đi chính là U1F, được đội chuẩn bị với bọc tấm bìa dày và nhiều vòng băng keo cố định rồi đưa vào thùng xe. Tất cả piano cơ Yamaha hôm nay đi giao đến đại lý đã được bóc lên xe. Mắt tài và bạn nhân viên đóng cửa thùng tải cùng nhau, xe chậm chậm lên đường và buổi mang 5 cây piano cơ Yamaha đến đại lý tại Phan Thiết hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.